Vài tuần qua là khoảng thời gian khó quên của huấn luyện viên Erik Weisling. Thay vì lịch làm việc bận rộn sau quãng nghỉ Giáng sinh và năm mới như thường niên, thuyền trưởng câu lạc bộ Hà Nội Buffalo lại trải qua những tuần rất đặc biệt với bầu không khí khác lạ của Tết Nguyên Đán. Thường thì vào tháng 2, tôi khá bận do phải chuẩn bị cho đội bóng tập luyện trước mùa giải. Nhưng tháng 2 năm nay thật khác, vì đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm Tết Nguyên Đán. Tôi rất thích truyền thống, văn hóa ở Việt Nam. Cảm giác đặc biệt thật đấy. Vài tuần qua là những trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tết là thời gian để huấn luyện viên Weisling nghỉ ngơi, cũng như có dịp thưởng thức các món ăn Việt Nam. Một đĩa nem, những lát bánh chưng cùng trước TV để xem lại những trận đấu của Hà Nội Buffalo dường như đã trở thành sở thích của huấn luyện viên Weisling dịp Tết như một cách để ông vơi đi nỗi nhớ nhà. Cảm giác rất ấm cúng, nhất là khi tôi được thấy mọi người dành thời gian cho nhau, tận hưởng niềm vui cùng nhau. Tôi đang ở cách xa gia đình hàng nghìn km. Điều này chẳng dễ dàng gì, nhưng mọi người ở đây khiến tôi cảm giác như mình đang ở nhà vậy. Tôi thấy rất hạnh phúc. Mùa xuân luôn đem đến cho con người ta cảm xúc khó tả. Với một người đã làm việc ở nhiều vùng đất, trải nghiệm nhiều nét văn hóa như huấn luyện viên Weisling, thì cảm nhận những ngày Tết càng trở nên đặc biệt hơn. Và như chính huấn luyện viên người Mỹ chia sẻ, Tân Sửu chắc chắn chưa phải là cái Tết cuối cùng của ông tại Việt Nam.